Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay phiên bán hàng ngày 26 tháng 10 năm 2020. Hôm nay thì mình làm một video ngắn thôi, có một ít cây à, tại vì cây trong vườn mình làm thì cũng không có nhiều cho nên là mình chỉ có một số cây cũng một số cây giá trị cao sưu tầm ở trong vườn Nguyễn. Thì hôm nay mình quay những cái cây cây này là cây hài hài gấm. Nói chung mà trà hài thì mình trồng rất là nhiều loại, thì ở đây cái luống này nói chung là hài từ rừng về thì mình trồng nó chỉ được như thế này thôi, nhưng mà cây á thì mình thấy là cây nó vừa mới lên mầm là nó bắt đầu là cho hoa luôn. Không hiểu trong rừng nó như thế nào mà ở về Bình Phước trồng thì nó nói chung là nó ra hoa rất là nhiều. Hiện tại thì những cái chậu này vẫn chưa xuất được các anh chị, giá trị cây này thì nó cũng thấp thôi. Chắc có thể là khoảng cuối năm hoặc là đầu năm sau mình sẽ xuất cái lô hài gấm mà đã trồng thuần như thế này. Còn ở phần đầu video bán hàng thì là cây hồng yên thủy. Cây hồng yên thủy này trong phiên trước mình cũng có bán, nhưng mà có khách chốt thì 3 ngày sau thì anh lại là không chuẩn bị được tiền, cho nên là hồi lại. Thì hiện tại mình sẽ đăng bán lại cây hồng yên thủy này. Cây số 1 này giá là 35 triệu nha các anh chị. Với cái kích thước nhỏ tầm 6 cm như thế này thì giá trị của nó là tầm 6 triệu cho 1 cm nha các anh chị, 6636 thì giá chẳng là 35 triệu. Còn những cây mà nó dài hơn, lớn hơn thì kích thước lớn hơn thì giá trị theo cm của nó thì nhỏ hơn. Cây này thì đã đứng ngọn rồi, về chúng ta trồng lên mầm gốc mới nha các anh chị nha. Và những cây hồng yên thủy lớn hơn dành cho các anh chị nào muốn đầu tư về cây hồng yên thủy thì ở đây cây số 2 16 cm. Thì đối với những cây tầm như thế này thì giá là 4 triệu rưỡi 1 cm, giá thị trường là 5 triệu, nhưng mà Nguyễn làm cho nó cũng vừa phải, giá 4 triệu rưỡi cho 1 cm. Thì hiện tại đối với cây số 2 này nhân cho 16 thì nó là 72 triệu cho cây hồng yên thủy số 2 16 cm này. Vừa quay vừa đo cho nên là nó sẽ sơ sơ ở cái mức độ là nó tương đương là tầm 16 cm nha các anh chị nha. Giá 30 72 triệu cho cây hồng yên thủy số 2. Cây rất đẹp nha các anh chị nha. Từ gốc đến ngọn lá còn tươi rất đẹp, không có cái lá nào hỏng cả. Và cây là ươm theo mắt tự nhiên cho nên là rễ của nó rất khỏe. Cây hồng yên thủy số 3, cây này 21 cm và nhân cho 4 triệu rưỡi thì nó là 94 triệu 500, là giá là 94 triệu nha các anh chị. Cây này thì lá ngọn còn đang mở, còn non. Kích thước nó được 21 cm. Thì đối với những cái cây tầm như thế này thì giá là 4 triệu rưỡi, bên ngoài thì họ bán 5 triệu. Và đối với những cây mà tầm 1 mét trở lên á thì giá của nó là tầm 4 triệu hoặc là 3 triệu 8 tùy theo chất lượng cây. Nó tùy theo cái kích thước mà cái tính giá trị tính theo cent của nó là nó khác nhau các anh chị. Ví dụ như cái cây nhỏ, cây số 1 thì nó là 6 triệu 1 cm. Tiếp theo là cây hồng yên thủy số 4, cây này thì được 24 cm và giá là 108 triệu, nhân cho 4 triệu rưỡi 1 cm thì nó là 108 triệu. Kích thước nó được 24 cm. Rồi, đối với giá trị cây hồng yên thủy là như vậy, dành cho các anh chị và các bạn nào muốn đầu tư. Cây này là cây để thực tế là để đầu tư về kinh tế chứ không có ai chơi vào thời điểm này nha các anh chị nha. Giá trị nó cao, bỏ ra hàng trăm triệu, hàng chục triệu thì đây là những cây mà để đầu tư về kinh tế. Thì anh chị nào muốn bên em làm kinh tế cây này luôn thì có thể là mua chuyển tiền và tụi em có thể chăm và làm kinh tế luôn cho các anh chị, tức là tìm đầu ra cho các anh chị luôn. Thì về mặt đầu tư là như vậy. Còn về mặt giá cả thì các anh chị cũng thông cảm, đối với kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm là cây cực kỳ chuẩn, đã nở hoa, tụi em xuất làm cây và xuất bán cho các anh chị. Anh chị nào thích rẻ thì có thể là mua ở những đơn vị khác, hoặc là có những anh chị comment là ở phía Bắc bán thế này bán thế kia, hoặc là ở chỗ đơn vị này bán giá cao bán giá thấp, thì cái đó các anh chị có thể là tham khảo và mua ở những đơn vị khác. Còn riêng cơ sở Lan Rừng Nguyễn Lâm, giá cả rõ ràng, anh chị nào thấy phù hợp thì chúng ta mua. Bên em thì xin cảm ơn. Về mặt hoa cây hồng yên thủy thì các anh chị và các bạn cũng thời gian gần đây cũng hay xem cái video này, tại vì cây nó cũng vừa mới nở cách đây khoảng 1 tháng thôi. Về mặt hoa hồng yên thủy thì bên em đã nở 2 lần và nó chuẩn bông như thế này. Cây này thì nó nở khoảng một nửa thân luôn. Đây, một dề bông như thế này, ngắm hoa lại rơi nha các anh chị.
Tại vì cái cây hồng nguyên thủy hiện đại giá trị nó rất cao, người ta dùng để làm kinh tế thôi, chứ không ai chơi hoa cái cây này. Rồi em lỡ tay làm hoa như thế này là cũng là một điều đáng tiếc á. Tiếp theo là cái dòng hồng hòa bình, thì hôm nay mình có một cái cây lớn và mình sẽ bán với cái giá cực kỳ hữu nghị để cho anh chị nào đầu tư cây này. Cây hồng hòa bình thì về mặt hoa của nó thì mọi người cũng đã xem nhiều lần. Nó với cây hồng nguyên thủy là hai cái cây sắc nước hương trời. Cây này thì kích thước là được 20 cm. Và mình bán với giá chỉ có 57 triệu. Và cây này với cái giá này mình sẽ bán trong ngày hôm nay và ngày mai thì mới có cái giá này nha các anh chị nha. Để mình dứt điểm cái cây này, anh chị nào mua cây hồng hòa bình này thì mình sẽ bán với giá 57 triệu trong ngày nay và ngày mai. Anh chị nào chốt nhanh thì chúng ta sẽ được cái cây với giá cây lớn, lực và giá cực kỳ rẻ. Đây, kích thước của nó được 20 cm là đo thẳng nha. Các anh chị đo cong hơn thì nó được 21 cm, nhưng mà mình sẽ bán cây này với giá cực kỳ rẻ. Đây là cái dòng hồng hòa bình cổ, không phải là hồng hòa bình 27, hồng hòa bình 27 thì giá nó rất rẻ nha các anh chị. Cây này còn gọi là cây hồng cái bang hay là cây hồng thất công đó, nhưng mà Nguyễn muốn trả lại tên cho nó là cái tên hồng hòa bình ngay từ ban đầu. Cái tên gốc của nó là cây hồng hòa bình, tại vì nó xuất xứ là từ cây hồng hòa bình, cây hòa bình, cái cây giả hạt từ vùng hòa bình. Về mặt hoa của cây hồng hòa bình là như thế này, nó chuẩn hồng, rất đẹp về bộ cánh cũng như là màu mắt của nó là màu hồng nhung, mũi hồng. Cây này và cây yên thủy là hai cây cực kỳ đẹp mà của hòa bình. Hôm nay thì mình cũng có một kỳ năm cánh trắng hoa lư rất là lớn và lực, cây rất khỏe nha các anh chị. Và cây này thời điểm hiện tại Nguyễn bán với giá là 42 triệu, kích thước của nó là 23 cm. Nếu mà cây này mà là cây HO thì hiện tại nó phải nằm ở tầm trên 50 triệu. Nhưng cây hoa lư á, là nó về mặt xét về mặt giá trị của nó đó và thời gian trước là nó cao hơn cây HO. Nhưng mà cây HO thì hiện tại thị trường người ta làm cái giá của nó cao vì kinh tế thôi. Còn nói về mặt hoa, cây hoa lư thì mọi người chút xíu xem ha. Ở đây cái mắt gốc nó vẫn còn rõ nè, rất rõ, mắt gốc này làm là lên ngay. Và bộ rễ rất tốt nha các anh chị. Cây này mình bán với giá 42 triệu để đi cho nhanh. Và mặt hoa cây năm cánh trắng hoa lư đã nở tại vườn bên em nó như thế này, cực kỳ chuẩn. Cây này thì nó có bộ cánh bầu và cong rất đẹp nha các anh chị. Đôi mắt và lưỡi, họng, mũi như hình các anh chị và các bạn xem, tất cả đều rất là gọn gàng và sạch sẽ. Thời gian trước mình bán cây năm cánh trắng hoa lư này nó cao gần như gấp đôi cây năm năm cánh trắng HO. Cái thời điểm mà HO nó chỉ có 1,5 triệu một sen đó, thì HO dần dần nó cũng sẽ quay trở lại cái giá trị ban đầu của nó thôi, do nó thị trường đẩy cao quá. Tiếp theo là hai ngọn năm cánh trắng lâm đồng. Năm cánh trắng lâm đồng thì cái tên của nó cũng thể hiện được cái nguồn gốc của nó rồi các anh chị ha. Thì ở đây cái cây nhỏ, tất cả cái hai cây này đều đã đứng ngọn nha các anh chị, và mầm gốc thì đã bắt đầu sưng. Cây năm cánh trắng lâm đồng số 1 này nó đã đứng ngọn và giá trị của nó là 8 triệu cho cây này. Về kích thước của nó thì nó tầm 10 cm, các anh chị thấy mầm gốc của nó bắt đầu u lên rồi, tại vì Nguyễn vừa mới xịt mầm gốc khi mà cái cây nó đã đứng ngọn như thế này nha các anh chị. Kích thước cái cây lâm đồng số 1 này 1 cm, 10 cm. Thì anh chị nào mua thì mình sẽ tách ra, rồi cây nó đã đứng ngọn rồi mình tách một cách tự nhiên thôi, không vấn đề gì. Cây năm cánh trắng lâm đồng số 2 thì trị giá là 10 triệu ha các anh chị. Đây, cây này thì nó đã sưng hai cái mắt gốc lên rất rõ ràng đây. Cây nó đã đứng ngọn. Về việc tách chậu thì nó sẽ không ảnh hưởng gì nha các anh chị. Kích thước cây số 5 cánh trắng lâm đồng số 2 này giá là 10 triệu. Về mặt hoa, cây 5 cánh trắng lâm đồng thì nó đẹp khỏi che rồi. Rất đẹp luôn là đằng khác. Đây, những cái mắt gốc cũng đã sưng u lên. Cây nó thắt ngọn như thế này là chúng ta làm mắt gốc được thôi. Các anh chị có thể dùng di xanh pha theo nồng độ là 1,5 lít cho một ống, thì chúng ta có thể phun vào gốc của nó sẽ lên rất nhanh thôi. Đây, mặt hoa năm cánh trắng lâm đồng, mọi người xem giùm em nha. Cây này rất đẹp. Bộ cánh hình sao?
hai mắt rất là gọn và xước rõ. Ở đây thì mình có hai cái ki năm cánh trắng long điền. Hai ki này còn đang trên thân và rễ rất mạnh, thì anh chị nào mua mình sẽ lắc xuống và gửi đi cho các anh chị nha. Còn các anh chị có thể yêu cầu trồng lại thì tụi em có thể trồng lại, rễ nó khỏe thì tụi em gửi cây đi cho các anh chị sau. Ki long điền số 1 nó được gần 8 cm, giá là 8 triệu đồng. Đối với tầm ki như thế này thì cây năm cánh trắng long điền giá trị của nó là tầm 1 triệu cho 1 cm. Thì đây là ki năm cánh trắng long điền số 2, là ki lớn, ngọn đang rất mở và rễ của nó cũng khỏe rồi các anh chị ạ. Kích thước của nó thì tầm 12 cm và giá là 12 triệu. 12 cm tương ứng với lại 12 triệu ha. Cây nhỏ như thế này thì giá nó là 1 triệu 1 cm. Về mặt hoa cây năm cánh trắng long điền thì hầu như video nào tụi em có bán cũng đều gửi lại cho các anh chị và các bạn xem cái hình ảnh cây năm cánh trắng long điền. Nó cực đẹp như thế này các anh chị. Cây này thì vừa rồi nó nở cách đây khoảng tầm 2 tháng. Về riêng cây này thì đã nở rất là nhiều lần và rất chuẩn cây. Cây này thì Nguyễn cũng giới thiệu nhiều. Năm cánh trắng long điền là nó là thuộc một huyện của Bà Rịa Vũng Tàu đó các anh chị, huyện Long Điền. Các anh chị thấy cây này nó có cái mũi hồng ha, hai má nó ửng hồng và bộ cánh nó rất đẹp nha. Nguyễn rất là kết cái bộ cánh cũng như là cái lưỡi của cái cây long điền này, nó có cái khuôn cực kỳ đẹp. Và ở đây thì Nguyễn có hai cái kỳ năm cánh trắng long đà, năm cánh trắng sông đà vừa mới cắt xuống đưa vào chậu nha. Các anh chị thấy cái rễ của nó là có nghĩa là cây này mình vừa mới cắt xuống đưa vào chậu thôi. Thì anh chị nào mua cả cặp này á thì mình bán với giá là 10 triệu. Còn nếu anh chị nào mà mua riêng lẻ thì cái kỳ số 1 là kỳ lớn này nè, giá 7 triệu. Mình sẽ cắt ngang ra gửi đi cho các anh chị ha, cắt khúc ra. Và kỳ năm cánh trắng sông đà số 2 này thì giá 5 triệu. Còn mua cả cặp này thì giá là 10 triệu thôi. Mặt hoa năm cánh trắng sông đà, mời mọi người xem lại giùm em, cây vừa rồi nở tại vườn tụi em như thế này. Tất cả những lần mỗi khi cây nó nở, Nguyễn đều quay cho các anh chị xem và cũng như lưu giữ lại khi tụi em bán kỳ. Có nghĩa là những kỳ được làm trên những cây mà đã nở hoa trên thân như thế này. Tụi em xuất bán cho các anh chị, cho nên về độ chuẩn là tuyệt đối. Các anh chị mua hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0961 851 766 ha. Video bán hàng ngày hôm nay rất ngắn. Em cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.